Ok các bạn ơi, bây giờ đã về tới City Hall nè. Để mình view sơ vòng cho các bạn xem ha. Nè. Đó. Về tới đây các chú các bác anh chị và đã đang đứng đây ha, rally ha. Xuống đây rally nè, các bạn đứng đây nè. Đó. Tại mình dơ cao thì nó sẽ hơi rung, cái video nó hơi rung nha các bạn thông cảm nha. Tại mình muốn dơ cao lên, mình đứng tuốt rằng là mình dơ cao lên. Rồi bắt đầu để mình đi các bạn. Coi chú này nè, là 24/24 nha các bạn. Các bạn vô xem là các bạn ủng hộ chú là cũng như ủng hộ mình luôn nha. Ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Coi ủng hộ chú và ủng hộ mình luôn. Chú là có mặt trên từng cây số. Đây là mình đang đi phía sau lưng mấy cô mấy chú quay về hoặc là mặt đường mặt tiền ha, mặt cái mặt đường đó các bạn, còn mình đây là đang quay phía sau lưng. Mình đang đi ngược lại cho các bạn xem. Các bạn xem là có đồng bào của mình và có Mỹ ở trong đó luôn nha các bạn. Đó thì từ ngay chỗ đường Macon Way tới ngay chỗ cái City Hall nè các bạn, ngay chỗ cái miếng đất bự mà các bạn sẽ tới ngay chỗ City Hall thì các bạn sẽ thấy cái bãi đậu xe của City Hall ha. Thì đang đứng ở ngoài đường này ha. Cờ này khủng khiếp không các bạn thấy lá cờ khủng khiếp không đó các bạn, coi lá cờ American flag đó các bạn, lá cờ Mỹ ạ.
Được không? Khiếp à? Sofa là mình đã view hết tất cả cho các bạn coi từ vô đầu. Đây là để mình đứng xa ra mình view cái toàn cảnh cho các bạn coi một cái nha. Đây là toàn cảnh này các bạn. Mình view toàn cảnh cho các bạn xem nè, đó. Zoom ra. Ok. Rồi bây giờ nè các bạn coi, nãy mình mới mất công lui thì ra là tại vì mình zoom nó lại cho các bạn coi thấy cho nó dễ. Thì để mình dơ lên cao cho các bạn nó hơi rung nha. Toàn cảnh cho các bạn xem nha. Đó. Ok, coi như là mình đã xong ngày hôm nay, mình review xong ngày hôm nay cho các bạn xem. Thì tất cả chú bác xuống đây chỉ đòi lại chính nghĩa thôi nha các bạn. Có ông Mỹ già nè, thấy không, ông cũng mới ra nè các bạn, ông Mỹ đây nè. Thì ông thấy ông cũng mới vừa đi ra trong xe, ông mới vừa tại chỗ ông đợi vô, ông cũng đi ra nè, thấy chưa các bạn. Cảm ơn nhau trong một năm chúng ta đã cùng đồng hành với nhau và ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump, để ủng hộ Tổng thống Donald Trump, và chúng ta kêu gọi Tổng thống Donald Trump rút giờ, rút giờ luôn. Mấy giờ rút, mấy giờ? 8 giờ. 8 giờ tối. 8 giờ tối. Cao đao New Year mà. Chúng ta đến đây, chúng ta đúng rồi, chúng ta phải cao giờ, chúc giờ đau thừa chứ. Cao đao New Year. Và mình sẽ thông báo sau nhé. Tất
Đây, cái chú nè. Không được tụ tập ở nhà, do vậy nên chúng ta cao đao từng đường. Năm mới mà chúng ta phải nghe đó. Các bạn coi lá cờ nè, các bạn bây giờ mới thấy hết lá cờ này ha các bạn ha. Các bạn bây giờ là các bạn cũng về bớt rồi nhưng mà vẫn còn nha, vẫn còn đông ha. Nè các bạn đó, các bạn thấy không, về cũng khá rồi ha, nhưng mà cũng còn. Thì New Year thì ở đây sẽ tổ chức lúc 8 giờ ở các bạn có thể đến vô City Hall West Center. Ở đây là 8200 West Center ha các bạn ha. Nếu mà các bạn nào rảnh thì ra đây countdown. Thì có giờ là countdown là lúc 8 giờ có mặt ở đây. Thì 12 giờ bên New York là ở đây là cách 3 tiếng các bạn. Là 9 giờ mình countdown của giờ New York, một cái nữa là tới 10 giờ mình countdown bên như Washington hay gì đó. Một cái nữa rồi tới 12 giờ nó sang qua 1 giờ là mình countdown của bên Cali giờ California. Cho nên các bạn nhớ đi đem theo áo lạnh nhiều vô, mặc đồ ấm vô, rồi đem nước uống, đem đồ ăn theo nha, để thôi đói bụng nha.
Các bạn ơi, bây giờ là đang dẹp cái cờ lại là để đi về đó, tại trời cũng tối rồi đó. Thì mới về chưa có sụp tối lắm, nhưng mà có cảnh sát Westminster ra để giữ gìn an ninh cho trật tự ha các bạn ha. Có hai chiếc cảnh sát ha, hai bên. Sợ những người mà về ban đêm á, cho nên họ sợ là cảnh sát nó ra đây để nó ấy mình á. Để mình quay hai chiếc cảnh sát cho các bạn coi nha. Một chiếc và một chiếc đậu phía bên đây là hai chiếc ha. Hai chiếc, ok. Ok rồi, có gì hẹn các bạn lại lần sau nha. Các bạn xem, các bạn nhớ ủng hộ cho mình bằng cách là chia sẻ lên mấy trang mạng xã hội nha các bạn. Đây, ok, đã đi về hết rồi ha. Các bạn ơi, bây giờ đang đi vòng vòng hát cái bài này thì mình view thêm tí xíu nữa cho các bạn xem nha. Happy New Year! Keep America great!